Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, ngày 5 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Đắc Tô và huyện Ngọc Hồi. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Văn Lem, huyện Đắc Tô có ý kiến kiến nghị sửa chữa nâng cấp cầu tràn Măng Rương, tuyến đường tránh đèo Văn Rơi và đoạn đèo Măng Rơi đi qua xã Văn Lem. Các cấp chính quyền khảo sát, phân tích, nghiên cứu trồng các giống cây dược liệu phù hợp với địa phương, có chính sách liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm cho người dân. Cần có chính sách hỗ trợ tuyển dụng đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số. Cử tri huyện Ngọc Hồi kiến nghị các cấp ngành liên quan sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp đất đai, cũng như các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện, kiến nghị, tố cáo của cử tri liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, tái định cư. Cử tri kiến nghị quy hoạch mở rộng bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi từ năm 2004, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Đề nghị các ngành liên quan sớm triển khai dự án theo quy hoạch, gắn với phương án hỗ trợ người dân hoặc xóa quy hoạch để các hộ sớm ổn định đời sống. Đầu tư xây dựng một số tuyến đường liên xã liên thôn, tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho người dân có nhu cầu. Phần lớn, ý kiến kiến nghị của cử tri được đại diện lãnh đạo huyện Đắc Tô, huyện Ngọc Hồi, cùng các sở ban ngành của tỉnh tiếp thu giải trình. Đối với các ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trả lời cho cử tri.